Xin mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 Con Giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày hôm nay, mình được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về Tử Vi thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm Quý Mão ngày này là ngày canh Tuất tháng Ất Mão năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu Trận giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc hình giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thoa xuyến kim ngày canh tuất tức chi sinh can nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thoa xuyến kim kỵ tuổi giáp thìn Mậu Thìn, ngày thuộc hành Kim khắc với hành Mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành Hỏa Cục, xung với Thìn hình Mùi, hại Dậu phá Mùi và Tuyệt Thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Thìn, Mậu Thìn, Giáp Tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỵ Dậu, Đinh Dậu, tân mùi, tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường; sao minh tinh tốt mọi việc; sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thủ tử thì xấu; sao lục hợp tốt mọi việc; sao thiên ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá xấu đối với xây dựng nhà cửa; sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa cởi công, động thổ, sao nguyệt hư, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tử, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023, cụ thể chi tiết như sau nhé. Tử vi thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ ba này, chính tài chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp vận may về tài lộc trong ngày hôm nay. Khoản tiền của bạn chủ yếu đến từ các công việc chính, đó là phần thưởng xứng đáng cho những công sức bạn đã bỏ ra suốt thời gian qua. Ngày này, đối với người làm ăn, kinh doanh, buôn bán có thể xem xét việc mở rộng kinh doanh hoặc mở rộng quan hệ với khách hàng đối tác những mối làm ăn này có thể chưa đem lại cho bạn thu hoạch ngay nhưng tương lai sẽ có rất nhiều triển vọng để phát triển thổ khắc thủy tiếc rằng trong ngày này mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia lại không được yên ấm hai người tỏ vẻ khá lạnh nhạt với nhau và chỉ tập trung vào công việc của mình đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện nhé câu quyết cho các tuổi tý Tử vi tuổi Giáp Tý Kim nên trò chuyện, trao đổi với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Tý Thủy nhận được khoản tiền xứng đáng với công sức. Tử vi tuổi Mậu Tý Hỏa nên mở rộng quan hệ với khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi Canh Tý Thổ, công sức bỏ ra được cấp trên ghi nhận. Tử vi tuổi Nhâm Tý Mộc, đừng tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp: đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: 36, 84. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Sửu thân, thìn. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi cho thấy, con giáp tuổi Sửu hôm nay chịu tác động của hình hại đặc quyền nên không thể thực hiện một số việc theo kế hoạch vì chịu sự o ép của người có thẩm quyền. Bạn nên khiêm tốn, tránh to tiếng với họ kẻo gây ra thêm những rắc rối không cần thiết. Có nhiều việc đổ dồn khiến người tuổi Sửu thêm hoang mang, nhất là thương quan càng khiến bạn tự nhận mình là kẻ yếu kém. Ở những thời điểm như này, bạn càng cần tập trung cao độ, nhất là trong những việc đòi hỏi tính chính xác cao và hiệu suất lớn. Thổ khí vượng, người tuổi sửu cần chú ý tới vấn đề ăn uống, bổ sung nhiều rau xanh để tốt cho dạ dày và gan. Bản mệnh có thể học hỏi thêm các cách thanh lọc gan bằng các phương pháp tự nhiên xem sao. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu kim, có nguy cơ đụng độ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi đinh sửu thủy, công việc gặp nhiều vấn đề khúc mắc do có kẻ ngán trở, phá quấy. Tử vi tuổi kỷ sửu hỏa, có xu hướng trở nên nóng nảy, gây hấn với người khác. Tử vi tuổi tân sửu thổ, chịu nhiều nỗi buồn về chuyện tình cảm không như ý. Tử vi tuổi quý sửu mộc, nên tự tin thể hiện năng lực sẵn có, giữ thái độ khiêm tốn các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, 11, 76. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường, cà phê, vàng quý nhân phù trợ, thân, sửu. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi dần. Bước sang ngày thứ ba này, thầy tử vi chỉ ra rằng ngày có một khắc thổ, báo hiệu một ngày không yên bình trong chuyện tình cảm của người tuổi dần. Dường như bạn và người ấy đã quên mất chuyện hâm nóng tình cảm, mỗi người chỉ quan tâm đến công việc của bản thân mình. Và nếu bạn cứ tiếp tục tình trạng này, Mối quan hệ giữa hai người sẽ nhanh chóng rạn nứt. Và ngày hôm nay, người tuổi dần hãy gạt công việc cá nhân sang một bên để dành thời gian cho người ấy. Cùng nhau dùng bữa trong khung cảnh lãng mạn là một gợi ý không tệ đâu. Thiên quan giáng họa, công việc của bản mệnh tiến triển không mấy suôn sẻ. Bạn cần bình tĩnh khi giao tiếp với mọi người, đặc biệt là với cấp trên của mình. Đôi bên cần trao đổi và lắng nghe thì công việc mới có thể nhanh chóng được giải quyết. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi Giáp Dần Thủy, quan hệ vợ chồng có dấu hiệu lạnh nhạt. Tử vi tuổi Bính Dần Hỏa, nên dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Dần Thổ, cần tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Canh Dần Mộc, đừng nên kiêu ngạo, tự cho mình là đúng. Tử vi tuổi Nhâm Dần Kim, bình tĩnh trao đổi ý kiến với mọi người. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, 27, 66. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc các tường, xanh lục, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, mão hợi. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày thứ ba này có cục diện ngũ hành lục hợp che chở, khuyên cho tuổi Mão nên cải thiện mối quan hệ, bạn nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến mọi người xung quanh, hỗ trợ họ trong khả năng cần thiết. Tuy nhiên, nên giới hạn trong năng lực của bạn mà thôi, sự ôn đồn quá mức sẽ khiến cho bạn mỏi mệt, lại thêm trong ngày cũng gặp được chính ấn hỗ trợ cho nên người tuổi mão có cơ hội tiếp nhận những thông tin mới bạn đừng cứng đầu mà không đón nhận chúng bạn cần hiểu rằng mọi thứ cũng thay đổi những suy nghĩ của bạn cũng như vậy đừng làm căng thẳng tình thế một cách không cần thiết tuy nhiên ngũ hành xung khắc cũng cho thấy có thể mục tiêu tiền bạc của một số người không đạt được như kỳ vọng thế nhưng đừng buồn bạn hãy xem như đây là động lực để bản thân tiếp tục cố gắng miễn là bạn luôn có mục tiêu để tiến lên, không ngừng cố gắng là được. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão thủy, việc đầu tư kinh doanh sớm gặt hái lợi nhuận hứa hẹn. Tử vi tuổi đinh mão hỏa, chuyện tình cảm tiến triển ổn định, đôi lứa tâm đầu ý hợp. Tử vi tuổi kỷ mão thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân ném đá dấu tay. Tử vi tuổi tân mão mộc, người làm công ăn lương nhận được khoản lương thưởng xứng đáng. Tử vi tuổi quý mão kim, công việc tiến hành trôi chảy, tiến độ được đảm bảo. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, 35. 54 Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ Màu sắc các tường, đen, trắng Quý nhân phù trợ, hợi, mùi Tử vi thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi thìn Bước sang ngày thứ ba này, cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, đây là lời cảnh báo cho tuổi thìn biết rằng các mối quan hệ xã hội không được thuận lợi trong ngày hôm nay. Những mâu thuẫn bất đồng với bạn bè hoặc đồng nghiệp khiến mọi chuyện vốn đã khó giải quyết lại càng trở nên căng thẳng. May mắn trong ngày có thực thần chiếu mệnh, mang tới cho người tuổi Thìn một ngày vui nhộn, nhiều năng lượng, nhờ đó mà người đang làm ăn, kinh doanh thu hút nhiều tài lộc. Những cuộc vui trong ngày hôm nay cũng cho bạn những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ bên bạn bè, người thân. Hôm nay thổ khí vượng có thể khiến cho sức khỏe của con giáp tuổi thìn gặp phải chút rắc rối đặc biệt là về vấn đề tiêu hóa bản mệnh nên ăn uống đúng giờ đủ chất cân bằng giữa lượng đạm và rau xanh bận rộn đến đâu cũng đừng bỏ bữa kẻo hại cho dạ dày câu quyết cho các tuổi thìn tử vi tuổi giáp thìn hỏa quý nhân che chở vận trình hứa hẹn thăng hoa rực rỡ tử vi tuổi bính thìn thổ Công việc thuận lợi khi kế hoạch được triển khai tốt đẹp. Tử vi tuổi Mậu mộ Thìn Mộc, hạn chế được rất nhiều sai sót trong công việc. Tử vi tuổi Canh Thìn Kim, có thể được cấp trên khen ngợi vì những thành tích đã đạt được. Tử vi tuổi Nhâm Thìn Thủy, chú ý vấn đề sức khỏe, ăn uống sinh hoạt khoa học. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn 44, 64. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ tí, sửu. Tử vi thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi chỉ ra rằng, thiên ấn trợ mệnh, người tuổi Tỵ hứa hẹn gặt hái được nhiều thành tích cao trong công việc. Bạn xông pha và luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhờ vậy mà bạn ghi được điểm trong mắt lãnh đạo, khiến ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục. Điều bạn cần làm bây giờ là đặt ra những đích đến cụ thể hơn cho mình, có như vậy thì bạn mới phát triển nhanh chóng được. Hãy nhìn nhận, Đánh giá chính xác tình hình trước mắt và năng lực của bản thân mình, như vậy bạn sẽ lập được kế hoạch chính xác. Trong ngày đang gặp được hỏa sinh thổ, người tuổi Tỵ nhận được nhiều tình yêu mến của mọi người xung quanh. Đặc biệt, nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được hoa hồng hoặc lời bày tỏ của người khác. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn hãy suy nghĩ đến việc mở rộng lòng mình nhé. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử Vi tuổi Ất Tỵ Hỏa Nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thổ, hãy mở rộng các mối quan hệ của mình. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ mộc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Tân Tỵ kim, gây dựng được danh tiếng của mình. Tử vi tuổi Quý Tỵ thủy, nhận được sự yêu mến của người khác. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, 17, 65. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc các tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ, sửu, thân, dậu. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi ngọ. Bước sang ngày thứ ba này, người tuổi ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt nâng đỡ, cho nên giúp cho con giáp này gặp được nhiều may mắn nhất trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể nhân cơ hội này để bắt tay vào những công việc trọng đại, hứa hẹn thành công ngay trước mắt. May mắn hơn, quý nhân còn có thể xuất hiện ngay thời điểm này. Hãy lắng nghe quý nhân chỉ điểm, bạn có thể gặt hái được những thành công nhanh chóng hơn mong đợi những quan điểm của người ấy giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về nhiều vấn đề lại thêm hỏa sinh thổ mối quan hệ vợ chồng của bạn tiến triển tốt đẹp cả hai người có ý định hâm nóng tình cảm và viết thêm những kỷ niệm đẹp vào nhật ký của mình nữa nhé mối quan hệ giữa hai bạn là điều khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ câu quyết cho các tuổi ngọ tử vi tuổi giáp ngọ kim có cơ hội gặp được quý nhân trong hôm nay. Tử vi tuổi bính ngọ thủy, nên bắt tay vào thực hiện những việc lớn. Tử vi tuổi mậu ngọ hỏa, nên chú ý học hỏi từ quý nhân và mọi người xung quanh. Tử vi tuổi canh ngọ thổ, hãy tiếp tục không ngừng rèn luyện bản thân. Tử vi tuổi nhâm ngọ mộc, tạo thêm kỷ niệm đẹp với người thân yêu. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, Đánh giá: đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: 36, 84. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc các tường: cam, vàng. Quý nhân phù trợ: dần, mùi. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi mùi. Vận trình ngày thứ ba này gặp tương hình giáng họa, người tuổi mùi cần xem xét lại cách hành xử của mình nếu không muốn vướng vào rắc rối trong công việc. Có những điều bạn tưởng là đúng nhưng thực ra, đó mới chỉ là cái nhìn một chiều của chính bản thân bạn mà thôi. Trong ngày này, xung quanh bạn, không thiếu những người giàu kinh nghiệm hơn, vì thế bạn đừng ngại hỏi ý kiến bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân xung quanh chắc hẳn ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn những gợi ý hữu ích giúp bạn thoát khỏi khó khăn trong ngày có thổ vượng khuyên bản mệnh chớ nên giữ mãi những suy nghĩ cố hữu của mình trên bất kỳ lĩnh vực nào hãy thay đổi góc nhìn sự vật sự việc bạn sẽ nhận ra vấn đề không quá khó giải quyết và tìm ra hướng đi mới cho công việc câu quyết cho các tuổi mùi tử vi tuổi ất mùi kim tự tin thái quá coi thường người khác. Tử vi tuổi đinh mùi thủy, dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Tử vi tuổi kỷ mùi hỏa, hãy tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi tân mùi thổ, có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về vấn đề. Tử vi tuổi quý mùi mộc, đừng ngại hỏi ý kiến của người khác. Các chỉ số trong ngày Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao tài lộc. Đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, 36, 74. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc các tường, xám, nâu. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi thân. Theo tử vi hôm nay, có thổ sinh kim, người tuổi thân có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu hơn. Đối với người còn độc thân, có thể được giới thiệu cho đối tượng triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở lòng và trò chuyện với đối phương thì quan hệ hai người sẽ ấm lên nhanh chóng bạn tìm được nhiều tiếng nói chung khi trò chuyện với người ấy. Thực thần phù trợ, những người làm công việc tự do sẽ nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay. Có thể bạn sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Hãy tự tin hơn khi đưa ra quyết định trong tương lai. Cầu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thủy, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu nhau, Tử vi tuổi bính thân hỏa, nhận được nguồn tiền lời lãi dồi dào. Tử vi tuổi mậu thân thổ, tìm được người có tiếng nói chung với mình. Tử vi tuổi canh thân mộc, hãy tin tưởng hơn vào quyết định của mình. Tử vi tuổi nhâm thân kim, được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, 16, 88. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc các tường, vàng, bạch kim. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. Tử vi thứ 3 ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi dậu. Bước sang ngày thứ ba này, tam hội xuất hiện, người tuổi dậu nên nắm bắt cơ hội này để khẳng định bản thân ngay trong ngày hôm nay. Khi được lãnh đạo giao cho những nhiệm vụ trọng đại, bạn hãy tự tin thể hiện hết năng lực của mình và gặt hái thành công. Đối với người tuổi dậu còn trẻ tuổi, không nên cảm thấy ngại ngần khi nêu lên ý kiến của bản thân, có thể những quan điểm mới mẻ của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới để phát triển nhanh chóng hơn. Lúc đó, bạn sẽ nhận được sự yêu mến và khâm phục của nhiều người. Thổ sinh kim, trong gia đình, con giáp này cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, chăm sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình, từ đó đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Trong ngày này, bạn và người ấy có thể tìm cách hâm nóng cảm xúc lứa đôi câu quyết cho các tuổi dậu tử vi tuổi ất dậu thủy sự nghiệp có dấu hiệu phát triển tích cực tử vi tuổi đinh dậu hỏa được lãnh đạo tin tưởng giao cho trọng trách tử vi tuổi kỷ dậu thổ hãy tự tin khẳng định năng lực bản thân tử vi tuổi tân dậu mộc vợ chồng quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống tử vi tuổi quý dậu kim hãy mạnh dạn nêu ý kiến của mình các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, 30, 81. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc các tường, trắng, bạc quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. Tử vi thứ ba, ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi Tuất. Bước sang ngày thứ ba này, tỷ kiên gây rối, người tuổi Tuất có thể vướng phải những phi vụ tranh quyền, đoạt lợi với đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Bạn cần giữ vững định hướng đúng đắn của bản thân, đừng để lòng tham làm lung lạc ý chí, khiến mình bước vào con đường sai trái. Trong chuyện tình cảm, người độc thân nên tạo cơ hội cho người có thiện cảm với mình bản mệnh không nên tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình các mối quan hệ bạn bè người yêu sẽ khiến bạn cảm thấy cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn tuy nhiên thổ vượng cho thấy trong ngày hôm nay bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa vì vậy bạn cần quan tâm hơn đến chế độ ăn uống của mình không nên ăn đồ ăn cay nóng hoặc quá nhiều dầu mỡ đồ ăn không hợp vệ sinh câu quyết cho các tuổi tốt. Tử vi tuổi giáp tốt hỏa, dễ vướng vào tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi bính tốt thổ, chớ nên tham lam những gì không phải là của mình. Tử vi tuổi mộ tốt mộc, nên cẩn thận hơn khi ăn uống. Tử vi tuổi canh tốt kim, tạo cơ hội cho những người yêu mến mình. Tử vi tuổi nhâm tốt thủy, nên chú ý hơn trong vấn đề sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn 32 74. Giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường vàng, xám. Quý nhân phù trợ dần ngọ tốt. Tử vi thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 2023 của tuổi Hợi. Trong vận trình ngày thứ ba này có thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Hợi và nửa kia cũng không mấy yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần đặt mình vào vị trí của đối phương và trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa người độc thân nên dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm hơn bạn không nên quá chú tâm vào sở thích cá nhân hoặc sự nghiệp mà vô tình bỏ quên việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình nhé và ngày thứ ba này nếu có việc cần thiết phải đi xa người tuổi hợi nên ưu tiên đi về những hướng tốt bạn có thể đi về hướng tây bắc để gặp hỷ thần hoặc hướng tây nam để gặp tài thần đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn thuận lợi hơn câu quyết cho các tuổi hợi tử vi tuổi ất hợi hỏa nhận được sự yêu mến tin tưởng của nhiều người tử vi tuổi đinh hợi thổ đưa ra những cách giải quyết công việc hợp lý tử vi tuổi kỷ hợi mộc chớ nên đặt quá nhiều áp lực lên con cái tử vi tuổi tân hợi kim hãy đưa ra những kế hoạch phát triển phù hợp hơn tử vi tuổi quý hợi thủy hãy bình tĩnh để đánh giá mọi vấn đề các chỉ số trong ngày sự nghiệp: đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc: đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe: đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm: đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: 19, 73. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dần. Mùi. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ Vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.